Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhật ký cuộc sống của Minh Huyền. Huyền chúc các bạn một ngày mới luôn vui khỏe, bình an và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình nhé. Và hôm nay Huyền lại muốn chia sẻ với các bạn cách làm món gỏi rau má thịt bò vô cùng là thơm ngon và mát. Và nguyên liệu của chúng ta cũng rất là dễ tìm các bạn ạ. Và các bạn biết không, không phải là món ăn dân dã mà bạn nào cũng đã từng được thưởng thức đâu nha. Và bây giờ để muốn biết cách làm món gỏi nộm rau má thịt bò như thế nào thì Huyền mời các bạn cùng vào bếp với Huyền nha. Huyền mời các bạn nào. Trước tiên thì Huyền sẽ đi xào cái thịt bò này lên nha các bạn. Và các bạn cũng lưu ý giúp Huyền là cái rau má này các bạn nè, các bạn rửa rất là nhiều lần cho Huyền nhé, rửa khoảng 6-7 lần nè. Và các bạn nhặt hết cho Huyền cái đây nhà Huyền sẽ zoom gần vào cho các bạn xem. Các bạn nhớ là nhặt hết những cái hoa này và rễ của cái rau má nhé. Bởi vì là nếu mà mình để còn rễ thì nó sẽ bị, khi chúng ta ăn nó sẽ bị có cái vị nhặng nhặng đắng đắng ấy. Thì trong cái rễ với cả cái hoa thì nó sẽ làm cho mất ngon cái món nộm của chúng ta nha. Và các bạn nhớ là trước khi mà chúng ta trộn rau má làm nộm thì chúng ta sẽ ngâm bằng nước đá nha, để cho cái rau chúng ta nó được giòn hơn nhá, nó mát, nó giòn hơn nha. Đó, và bây giờ mình sẽ đi xào cái thịt bò trước nha. Bây giờ mình sẽ đi thái cái hành tây này trước nha. Chắc là mình chỉ ăn một nửa củ thôi các bạn ạ. Một củ thì hơi nhiều. Làm nộm thì các bạn nhớ thái mỏng mỏng một chút nhé. Chúng ta không thái dày như kiểu là chúng ta mà xào thì chúng ta thái dày, còn nếu mà chúng ta làm nộm thì chúng ta thái mỏng thôi nha. Hành tây các bạn thái xong các bạn cho vào cái tô nhé. Chúng ta cho nước nguội và chúng ta ngâm một chút nước muối và một chút giấm nha, cho cái hành nó đỡ bị cay nha. Hành tây các bạn thái xong các bạn cho vào một chút nước sôi để nguội nhé, và chúng ta cho vào đây khoảng một nửa thìa muối tinh như này để chúng ta ngâm cho cái hành tây nó đỡ bị hăng nha, bớt cái vị hăng ra, lát nữa chúng ta trộn nó sẽ ngon hơn nhé. Bây giờ mình sẽ đi nạo cà rốt nha. Bạn nạo cà rốt cho nó mềm, thái thì nó hơi bị cứng, mình sẽ nạo. Cà rốt các bạn có thể ăn nhiều hay ăn ít là tùy nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi dập hết chỗ tỏi này ra nhé. Và các bạn thái nhỏ nha. Bây giờ các bạn đi thái gừng cho mình này. Thì các bạn thái chỉ ra sẽ được nhé. Chúng ta chỉ làm ít gừng thôi, không cần nhiều quá. Tại nó có món bò cho nên là mình phải làm thêm ít gừng vào đây cho nó thơm. Phần rau quả bây giờ mình đã thái xong rồi thì bây giờ Huyền sẽ, các bạn chuẩn bị cho mình một cái chảo như thế này nhé. Các bạn bật bếp lên.
cho chảo nóng của chúng ta cho một chút dầu vào nha. Huyền đã thái xong cái phần hành tây và cà rốt rồi nè. Đó, và bây giờ Huyền sẽ chuẩn bị một cái chảo như thế này nhé. Chúng ta chuẩn bị xào thịt bò nha. Chảo trên bếp đã nóng rồi, bây giờ Huyền sẽ cho vào đây một chút dầu nha. Bạn láng chảo đi cho nó dầu nó đều. Và bây giờ chảo nóng rồi, chúng ta sẽ cho gừng này và tỏi này và chúng ta phi thơm lên nha. Các bạn phi thơm gừng tỏi để cho Huyền nhé. Không thích xào thịt bò thì các bạn cũng có thể hấp hoặc là trần nhé. Nhưng mà theo mình thì mình xào như thế này thì cái miếng thịt nó sẽ ngon và nó đậm đà hơn đấy các bạn. Thì nếu mà mình luộc hoặc mình hấp thì nó cũng sẽ nhạt đấy. Nó sẽ không ngon bằng khi mình xào lên đâu. Mình xào lăn qua như thế này thì cái miếng thịt bò của chúng ta nó sẽ được ngấm gia vị hơn nhé. Đó, bây giờ gừng tỏi chúng ta đã vàng rồi nè, thơm vàng, bây giờ chúng ta cho hết chỗ thịt bò vào nha. Các bạn nhớ để lửa to nhé, cho thịt bò nó không bị ra nước nha. Các bạn cứ đảo nhanh tay này. Miếng thịt bò nó sẽ tái nhanh. Thịt bò chúng ta mua về thì chúng ta nhớ thái bản nó to to và mỏng như thế này nè. Khi chúng ta trộn thì nó cái miếng thịt bò nó không bị nát nhé. Thịt bò của chúng ta đã chín rồi nè các bạn. Và bây giờ chúng ta đổ thịt bò này ra nha. Thịt bò của chúng ta đã chín rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cho cái thịt bò này ra nhé. Tiếp theo các bạn chuẩn bị cho mình một cái chảo sâu lòng như thế này nhé. Bởi vì là cả cái rau của chúng ta để rau má nó cứ lồng khồng như thế này nè, thì là nó sẽ phải dùng một cái chảo to như thế này để chúng ta trộn cho nó đều ý. Và các bạn lưu ý giúp mình nhé, là khi chúng ta mua rau má về nè, thì chúng ta phải nhặt hết cái phần rễ nè và những cái hoa của cái rau má ấy. Thì nếu chúng ta để cái hoa thì lát chúng ta ăn nó sẽ bị đắng ấy, và dễ nữa. Và chúng ta nhớ là rửa khoảng 6-7 lần bằng nước sạch, sau đó lần cuối cùng là chúng ta sẽ ngâm nước muối khoảng 30 phút nhé, để cho những cái tạp chất hoặc là còn một chút đất nào mà nó khô ấy, nó bám ở rau má thì nó sẽ bở ra và nó sẽ sạch sẽ nhé. Đó, và sau cùng là chúng ta phải ngâm nước đá nữa để cho rau má của chúng ta nó giòn và nó ngon hơn nha. Và bây giờ Huyền sẽ cho hết chỗ rau má này vào đây nha. Đó. Tiếp theo là các bạn dùng cái kéo như thế này, các bạn cắt bớt nhỏ ra nhé. Vì lúc Huyền làm mình cũng đã ngắt ra rồi nhưng Huyền thấy nó vẫn to ấy. Nếu chúng ta ăn thì nó hơi khó ăn thì các bạn cắt nó làm mấy nhát kéo như thế này nè, cho nó đỡ bị to nè. Đấy, lát chúng ta gắp chúng ta ăn nó dễ hơn nha. Tiếp theo là các bạn cho đây các bạn này, các bạn cho rau hoa chuối vào này. Đó, thì hoa chuối chúng ta chỉ cho khoảng 50g thôi nhá, bởi vì là mình ăn chủ yếu là rau má mà. Đây là mình cũng mix thêm những cái này để cho nó ăn nó có vị thơm ngon hơn này. Đó. Ở đây là Huyền đang làm cho khoảng 5-6 người ăn đấy, cho nên Huyền làm nhiều một chút. Đó. Và cuối cùng là cho cái này vào. Chúng ta cho cà rốt vào này.
Tiếp theo các bạn cho vào đây cho Huyền một ít lá rau tía tô nha. Các bạn cắt vừa vừa như này này, không cần phải cắt nhỏ quá nhé. Bạn cắt vừa vừa như thế này này. Đó. Tiếp theo là rau kinh giới này các bạn. Các bạn chỉ cần cắt đôi cái cuộn như này thôi này. Cắt đôi như thế này này. Đó. Tiếp theo các bạn cho vào đây cho mình một ít rau răm nhé. Các bạn cắt vừa vừa như này thôi này, không cần cắt nhỏ nhé. Và một ít rau mù ta nữa các bạn này. Các bạn cũng cắt vừa vừa như thế này. Thì Huyền sẽ đi cắt một ít ớt vào đây nhé. Các bạn nhớ loại bỏ hết hạt đi nhé. Loại bỏ bớt cái hạt đi thì hạt ăn không tốt cho dạ dày của chúng ta đâu. Huyền đã bỏ bớt hạt đi rồi nè. Các bạn ăn cay nhiều hay cay ít là tùy theo cái khẩu vị của các bạn nha. Huyền sẽ cắt vào đây một ít cái ớt sừng nữa nè. Sừng thì nó cũng không cay lắm đâu, nhưng mình cũng cho điểm ở đây cho nó nhìn cho nó đẹp này. Bây giờ các bạn chuẩn bị cho mình một cái bát tô như thế này nhé. Chúng ta chuẩn bị cái phần nước sốt để chúng ta trộn cái gỏi này nha. Các bạn cho hết chỗ tỏi băm vào đây này. Đây khoảng 50g đường nha. Tiếp theo là các bạn cắt cho mình hai quả chanh như thế này nhé. Và chúng ta vắt lấy phần nước cốt nha. Các bạn cho nước cốt chanh vào đây này. Đó. Tiếp theo các bạn cho vào đây cho mình khoảng 2 thìa cà phê muối nhé. Một chút mì chính nha các bạn này. Một phần 2 thìa mì chính thôi này. Các bạn hòa tan cái hỗn hợp này ra nha. Các bạn cho thêm vào đây cho Huyền một thìa nước mắm nha. Đó. Cho nó thơm. Các bạn hòa tan cái hỗn hợp này lên cho Huyền nha. Chanh, đường, tỏi nè. Còn ớt ở trong kia rồi. Chanh, đường, tỏi, muối, mắm. Bây giờ hỗn hợp này được hòa tan rồi nè. Mình sẽ dưới cái hỗn hợp này lên phần rau củ này nha. Bây giờ các bạn dưới cái phần nước sốt này lên đây nhé. Thì chúng ta trộn nha. Rất là thơm các bạn ạ. Và cũng rất là lâu rồi ấy, mình không ăn cái món rau má này. Ngày trước là mẹ mình còn sống á, là mình hay ăn lắm. Mẹ hay làm cho mình ăn. Hôm nay trời rất là nóng bức ấy, mình chẳng biết là mình sẽ ăn món gì, rau gì. Thế là mình nghĩ ngay ra món rau má và đi mua bằng được về để làm nè. Và bây giờ các bạn dùng một cái thìa như này và một đôi đũa như thế này, các bạn trộn đều nha. Mình sẽ không dùng bao tay nhé, dùng bao tay thì sợ nó nát, nó không ngon ấy. Mình sẽ trộn từ từ này, mình vừa trộn mình vừa rũi như này nè, cho nó đều nè. Món lộn của chúng ta rất là hấp dẫn, cũng có rất là nhiều màu sắc. Bạn nào chưa ăn cái món lộn rau má này, các bạn mua về và làm thử ăn nha. Ở trong những cái bữa tiệc ấy các bạn, bữa tiệc ở những cái nhà hàng ấy là cũng hay có món này lắm. Chúng ta ăn cái này nó vừa mát này, vừa tốt cho sức khỏe. Các bạn cứ trộn từ từ nha, cho nó đều cái gia vị nè. Gia vị này nó ngấm thì nó mới ngon nè. Bây giờ mình sẽ trộn trong vòng khoảng 2-3 phút để cho những cái hỗn hợp này nó đều nè. Nó đều hết cái gia vị, nó ngấm đều nè. Các bạn nhìn hấp dẫn không nhỉ? Các bạn gái mà chưa không biết về nữ công gia chánh rồi không biết về nấu ăn ấy, thì chúng ta vào những cái trang YouTube này chúng ta tham khảo
những cái món ăn như thế này nó rất là bổ ích. Và bây giờ cái món này của chúng ta đã trộn rất là đều rồi, bây giờ Huyền sẽ thử một chút thôi xem là nó có vừa chưa nhá. Cái phần chua mặn ngọt nó đã vừa chưa nha. Mình thử một chút này. Vừa ngon tuyệt vời các bạn ạ. Trộn đậm vừa. Mình cho hai quả chanh là vừa luôn nè. Mình định cho ba quả nhưng mà mình sợ nó nhiều ấy. May mà mình mới cho hai quả. Và bây giờ mình sẽ cho phần lạc vào đây nha, rắc cái đậu phộng vào nha. Đây, bây giờ đây là đậu phộng mình đã rang và giã dập rồi nè. Các bạn rang và giã dập nhé, đừng để cả hạt. Mình giã dập thì nó sẽ tạo cái mùi thơm hơn nhé. Bây giờ các bạn rắc vào đây cho mình. Và các bạn để lại một chút để lát nữa chúng ta rắc lên trên nhé. Đó. Và tiếp theo là hạt mè, hạt vừng nè. Hạt vừng trắng Huyền cũng đã vo sạch sẽ và rang này. Và cũng giã dập dập một chút thôi để nó tạo cái mùi thơm ấy. Bây giờ Huyền sẽ rắc vào đây này. Đó, các bạn hấp dẫn không? Huyền rất là thích ăn nhiều vừng nhiều lạc cho cái những cái món nộm nhé. Món gỏi là phải nhiều vừng nhiều lạc mới ngon. Đó, và bây giờ mình sẽ trộn đều lên nha. Trộn đều lên nè. Rất là thơm. Thơm lắm luôn á. Các bạn ở trong Sài Gòn thì không biết là có cái món rau má này nhiều không, chứ ở Hà Nội là rất là nhiều đấy, miền Bắc rất là nhiều. À, mình nhớ ra rồi, mình nhớ là mình vào ở trong Sài Gòn thì cũng rất là nhiều rau má đấy, thì trong đấy uống nước rau má nhiều rồi mà, chúng ta có cũng có rất là nhiều đó các bạn. Thơm lắm, ngon tuyệt vời luôn, tuyệt vời ông mặt trời. Mình có tâm hồn ăn uống các bạn à. Mà những cái món rau củ quả là món sở trường của mình nha. Đó, rất là ngon. Bây giờ mình sẽ cho cái món gỏi này. Đây rồi, bây giờ cuối cùng là mình sẽ cho thịt bò vào nè. Bây giờ mình sẽ cho thịt bò vào nè. Thịt bò thì mình đã ướp gia vị rồi ấy, cho nên là lúc nãy xào thì mình đã không cho thêm một cái gì nữa, mình sợ nó sẽ mặn. Thịt bò thì mình sẽ trộn sau cùng nha các bạn. Đó. Rồi chúng ta sẽ trộn đều lên. Mình mà cho nhiều gia vị quá thì nó sẽ bị mặn các bạn ạ. Cho nên là mình cứ cho từ từ thôi nha. Và mình nếm thử nhá. Cho từ từ mình nếm thử thì nó sẽ vừa mặn ngon hơn. Các bạn ơi, món rau má thịt bò nè, gỏi rau má thịt bò đã trộn xong rồi nè, rất là ngon. Và bây giờ Huyền sẽ cho ra đĩa và mời các bạn cùng thưởng thức với Huyền nha. Rất là ngon nè các bạn. Các bạn thân mến, vừa rồi Huyền đã chia sẻ với các bạn cách làm gỏi rau má thịt bò tại nhà vô cùng là thơm ngon và đơn giản. Huyền chúc các bạn ngon miệng và thành công với món ăn này nhé. Các bạn yêu quý Huyền thì vào cho Huyền xin một nút like, share, đăng ký, chia sẻ và một nút chuông nho nhỏ thôi, chứa chan rất là nhiều tình cảm yêu thương của các bạn đấy. Và Huyền hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.